Bất kính nhỏ Nhưng tai nạn lớn sẽ đến Cho nên Thánh hiền nhân Đều thân trọng chú ý Từ những chỗ Vi tế nhất Từ những chỗ này mà tu Xem tiếp đoạn phía sau Đoạn 113 Tổn hại con cái Phá thai Làm nhiều chuyện ám muội Đây là câu sau cùng Ở trong Đoạn lớn này của chúng ta Ở trong Cái đoạn này đây là thuộc về những chuyện lỗi lầm ở trong đời sống gia đình phá thai là giết người không phải giết người khác mà là giết con cái của chính mình con cái là chỗ chí thân Cái tội này là cực nặng. Con người hiện nay luôn xem nhẹ việc này. Cái oan oan tương báo này không thể tưởng tượng được. Còn cái đến nhà của bạn đầu thai, tông nhà Phật nói rất rõ ràng, do bốn loại duyên mà đến, là báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Nếu chúng là báo ân mà đến, bạn lại giết chúng thì biến thành kẻ thù trong tương lai Sẽ lấy oán mà trả ân Nếu gì báo oán mà đến Thì cái oán này sẽ càng nặng hơn Cái hỏa hại này vì sao? Thật không có cách nào tưởng tượng được Chúng là đến để trả nợ Mà bạn giết chúng đi từ việc đến trả nợ lại kết thành oán thù nếu đến để đòi nợ mà bạn giết chúng thì trong oán lại tăng thêm mối thù giết hại thật khủng khiếp hậu quả không thể tưởng tượng được người thế gian không nhìn thấy được không hiểu được nhân quả thông qua ba đời không biết được những tội nghiệp mà mình nhất thời đã tạo sẽ gây ra hậu hoạn đời đời kiếp kiếp gì sau những việc này sao có thể làm chứ làm nhiều chuyện ám muội câu nói đầy phạm vi bao gồm của nó vô cùng rộng Ám muội nghĩa là gì? Những sự việc mà bạn đã làm Đều khiến chính mình không dám nhìn mặt ai Thế nhưng người học Phật chúng ta biết Người tin Phật biết Có câu nói trên đầu ba thước có thần linh Bạn chỉ có thể che giấu với người ngu si ở thế gian người có đức hạnh ở thế gian người có trí huệ thì bạn không có cách nào che giấu họ rồi huống hồ là thiên địa quỷ thần chứ bạn có che giấu giỏi đến đâu có thể giữ gìn cho cả đời này không bị bại lộ không ai biết bạn phải nên biết là bạn không thể nào tránh được sự trừng phạt của ông trời cái kết quả của ác nhân ác báo này thì bạn không có cách nào trốn tránh được rồi bạn nhất định phải nhận lấy thiện nhân thì được thiện quả ác nhân thì bị ác báo cho nên phật dạy người phát lộ sám hối phát lộ sám hối là gì là tuyệt không che giấu làm điều sai trái thì hướng về đại chúng mà sám hối hướng về đại chúng mà xin lỗi cho nên chúng tôi mấy ngày trước nhìn thấy trên báo có đăng bài đức giáo hoàng la mã đã công khai sám hối với người trên toàn thế giới cầu thượng đế ân xá trên những tội lỗi mà các tín đồ thiên chúa giáo đã phạm phải đặc biệt là những lỗi lầm đối với những tôn giáo khác đây là việc rất hiếm có người xưa đã từng nói con người chẳng phải là thánh hiền ai mà không có lỗi lầm có lỗi mà có thể sửa thì chẳng việc thiện nào lớn hơn hành động này của tôn giáo là vô lượng vô biên công đức vậy người không sợ phạm sai lầm chỉ sợ khi phạm sai lầm lại không biết sám hối không dám sám hối đối với đại chúng thì cái lỗi đó mới nặng trong tất cả tôn giáo dạy người tu hành nếu như bạn đem nó quy nạp thành một cái tổng cương lĩnh Thì chính là hai chữ sám hối Là sám trừ nghiệp chướng Ở trong phổ hiền thập nguyện Sám hối lỗi lầm Là bạn có thể tuyên bố với đại chúng đại chúng trách mắng bạn vậy thì đã bị báo ứng xong rồi thường gọi là tội nặng mà báo nhẹ nếu như làm những việc ác mà che giấu thì cái ác này càng thích càng dày quả báo trong tương lai thì không thể nào tưởng tượng ngược lại trong cảm ứng thiên phía trước đã dạy chúng ta tất cả những việc tốt mình làm được không nên để người khác biết phải tích âm đức